chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm một mẹt bún đậu mắm tôm tại nhà nhé. Với cách làm đơn giản và nhanh chóng nhờ vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguyên liệu hôm nay thì mình gồm có phần rau sống thì mình có tía tô và kinh giới. Các gia vị thì mình có sử dụng đường này, mì chính và một ít cái dưa chuột để ăn kèm nhé, cho chống ngấy này. Chanh, quất, ớt. Còn phần nguyên liệu thì mình sử dụng đậu phụ này, bún lá, chả cốm này và thịt ba chỉ nhé. Các bạn có thể sử dụng thịt ba chỉ hoặc là thịt chân giò cũng được. Và không thể thiếu đó chính là mắm tôm này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bắt tay vào làm nhé. Thì mình sẽ tiến hành luộc cái phần thịt ba chỉ trước nhé. Bây giờ mình sẽ cho phần thịt vào đây và bắt đầu luộc chín thôi nhé. Trong thời gian chờ thịt chín ý, thì bắt đầu tiến hành thái phần đậu. Với những bạn nào mà thích ăn cái miếng đậu mềm và béo ý, thì các bạn có thể để nguyên cái miếng đậu để rán này. Khi mà rán chín thì các bạn có thể cắt nhỏ ra. Còn mình thì thích ăn cái miếng đậu chiên giòn nên cho nên mình sẽ thái nhỏ các miếng nhỏ ra nhé. Khi chiên thì các miếng đậu nó sẽ giòn hết các mặt nhé. Ăn thì nó sẽ ngon hơn. Khi cái phần dầu của mình đã sôi, bắt đầu mình tiến hành cho phần đậu vào chiên nhé. Với đậu này thì các bạn nên chiên ở cái lửa to nhé. Thời gian đầu thì mình cứ để im, hạn chế lật thôi, không nó sẽ nát. Khi nào mà bắt đầu đậu nó già ấy, các mặt nó bắt đầu xe lại thì bắt đầu nó sẽ tách nhau ra. Trong thời gian chờ đậu chín thì bắt đầu mình tiến hành thái phần dưa chuột để đẩy bầy ra mẹt nhé. Mình sát này để bỏ bớt cái phần vị đắng và cái chát của cái dưa chuột này ra nhé. Và mình bỏ cái phần này đi nhé. Bây giờ thì mình sẽ xếp cái phần dưa chuột để rán mẹt nhé. Tiếp theo là tới phần bún lá thì mình tiến hành cắt cái miếng vừa ăn mình xếp vào mẹt nhé. Sau khi mà xếp xong phần bún và mẹt ấy, bắt đầu mình tiến hành cho phần rau sống nhé. Ở đây thì mình sử dụng kinh giới và tía tô là chủ yếu nhé. Sau khi phần thịt của mình đã luộc chín ấy, bắt đầu mình tiến hành vớt ra đĩa và để nguội nhé. Mình để nguội hoàn toàn, sau đó mình tiến hành thái mỏng ra. Bây giờ thì đậu đã bắt đầu chín rồi thì mình tiến hành vớt ra nhé. Sau khi đã chiên xong đậu thì mình bắt đầu tiến hành chiên qua cái phần này chả cốm này nhé. Sau khi phần chả cốm đã nổi lên và chín rồi, bắt đầu tiến hành vớt ra nhé. Sau khi cái phần đậu và phần chả mình đã chiên xong thì bắt đầu mình tiến hành qua thái thịt nhé. Cái phần thịt mà lúc nãy mình luộc ấy thì bây giờ chắc là cũng đã nguội rồi ấy. Bây giờ mình tiến hành xếp cái phần thịt này ra cái mẹt nhé. Nếu mà các bạn nào không ăn được mỡ thì các bạn có thể sử dụng cái phần thịt chân giò để luộc cũng được. Theo mình nghĩ thì có một chút mỡ thì thịt nó không bị khô ấy, ăn cũng không bị ngấy. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành thái luôn cái phần chả quế rồi nhé. Và mình cũng bày ra tương tự mẹt này nhé. Sau khi đã xong được phần chả cốm thì bắt đầu mình cho nốt cái phần đậu vào nhé.
Bây giờ tới phần quan trọng nhất, đó là phần nước chấm mắm tôm này. Thì bắt đầu mình sẽ tiến hành lấy phần nước cốt của quả chanh này nhá. Sau khi mà mình đã thu được cái phần nước cốt của quả chanh này rồi thì bắt đầu mình tiến hành pha nhé. Ở đây thì mình sử dụng 1,5 thìa đường nhé. Và một nửa thìa canh mì chính nhé, hoặc là bột ngọt ấy. Bây giờ mình sẽ cho đây một thìa nước cốt chanh nhé. Và mình sẽ cho đây 1/3 thìa rượu trắng nhé. Mục đích là để nó khử cái mùi nồng của mắm tôm ấy. Sau cùng là mình sẽ cho đây một thìa mắm tôm này. Khuấy đều lên nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho đây 2 thìa canh dầu nóng nhé. Cái dầu mà mình vừa ấm trên đậu ấy. Bây giờ thì mình sẽ đánh tan nó lên nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành thái thêm quả quất này vào nhé, để tạo thêm cái mùi thơm của bát nước chấm này nhé. Ở đây thì mình ăn cay thì mình có thể sử dụng thêm một ít ớt nữa vào này. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho đây một chút ớt này nhé. Và mình cho đây một quả quất để tạo cái mùi thơm của cái bún đậu mắm tôm này nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành đánh đều lên này. Sau khi cái bát mắm tôm mình quấy nó đã bông tơi như thế này rồi, tức là bát mắm tôm đã được các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cho vào mẹt này. Vậy là sau một thời gian ngắn thì mình đã chuẩn bị xong cái mẹt bún đậu mắm tôm ở đây. Rất đơn giản và dễ thực hiện phải không nào? Thì hy vọng qua sự chia sẻ vừa rồi thì các bạn có thể làm thành công cái món này nhé. Chúc các bạn thành công.